Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Vai On, và hôm nay chúng ta tiếp tục với sách học sinh ôn tập bài 1, 2, 3. Ok. Chọn cái đáp án đúng. Bây giờ câu số 1 của chúng ta. Cô ấy có mái tóc như thế nào? She was long. She was long. Wavy black hair để miêu tả về tóc. Để miêu tả tóc thì chúng ta phải chọn từ wavy. Bởi vì hai cái từ này không có miêu tả tóc được. Câu số 2. Anh ta ghét chờ đợi và anh ta rất là mất kiên nhẫn, thiếu kiên nhẫn là impatient. Câu số 3, bạn cần phải cái gì để mà đi lặn biển? Thì bạn cần phải có chân vịt, đó là cái câu C. Câu A đó là gì? Câu A đó là cái giày trượt patin. Câu B đó là gì? Câu B đó là cái túi cát để mà đánh đấm bốc. Câu số 4, Tony bị đau họng nha. So thì nó đi với throat, chứ không thể so cause, cause là ho và A thì đau. Câu số 5, Tony thì bây giờ đang nói về cái độ tuổi á, thì chúng ta chọn early hoặc là mid nha. Rồi câu số 6, anh ta thích những màn trình diễn pháo hoa thì phải là firework display. Câu số 7, tôi như thế nào? Tôi thích cho người khác đồ, vậy là hào phóng là generous. Câu số 8, tôi thích hip hop nhờ, bởi vì nó rất là happy. Trang câu số 9, ở UK thì mọi người bắt tay để mà chào hỏi nhau nha, bắt tay là shake hand. Câu số 10, có một cái dance, dance performance, một màn trình diễn nhảy múa vào buổi tối với mọi người, with people, trong những trang phục đầy màu sắc. Câu số 11, chúng ta cần một cái gì? Một cái rổ để mà chơi bóng rổ. Câu số 12, anh ta không có nặng, anh ta nhẹ là slim, mạnh khảnh. Câu số 13, tôi đang ngồi, tôi đang thi, sitting for my exam là đi thi, tôi sẽ thi vào thứ hai tuần này, thứ hai tới. Vì vậy, hãy chúc may mắn tôi đi, chúc may mắn là cross your finger nhé. Câu số 14, bơ thì giàu chất béo đúng không? Fat. Câu số 15, ghế ngồi của chúng ta thì ở hàng A. Câu số 16, cô ấy cảm thấy rất là ngạc nhiên khi mà nhìn thấy người gì yêu thích nhất của cô ấy sau nhiều năm mới gặp lại thì ngạc nhiên, đó là từ surprise. Sang câu số 17 của chúng ta, how often do you gì? Bạn có thường chơi video game hay không? Video game thì phải chọn từ play. Câu số 18, nước cam đó là orange juice. Câu số 19, anh ấy thích nhảy surfing the net là lướt mạng. Câu 20, take back not even in, bạn có tham gia cuộc thi hay không? Nha. Rồi, ok, đó là cái bài vocabulary trang 60.